Trời ơi. Đây, cứu được một người ra này. Chạy ra thì thấy đám cháy thì lúc đấy thì cũng hoảng, theo cái bản năng thì mình kêu anh em ra hỗ trợ. Chạy ra thì thấy lửa nó cháy dưới, nó bốc lên trên mạnh quá. Sau lúc đấy tôi mới nghĩ là bây giờ mình phải trèo hẳn lên trên, mình xịt ở trên, trèo lên hẳn trên mái kia. Thì lúc đấy là thấy một người ở trong đấy, biết đấy, bảo chú ơi cứu cháu với. Lúc đấy là không biết làm như thế nào, hoặc là song sắt đấy nó là đang ấy, không làm gì được, còn dùng chân đạp và đạp mãi ra. Lúc bật được cái cửa ra thì lúc đấy lửa nó bùng lên, xong lúc đấy thì thò tay vào thì may lại gặp một người bía đấy. Thì lúc đấy mình đi túm được ra là mình nhấc bía lên, nhưng mà bía nặng quá, cố gắng nhấc phát qua cửa sổ luôn thì kéo ra được ngoài. Tuổi vào đây hỏi đó, hỏi bà đâu đây này, lấy tên tuổi của con bé bên trước đây mà. Người đàn ông cứu bé gái khỏi đám cháy. Trưa ngày 12 tháng 1, khi đang ngồi ăn cơm, Trung Văn Nam nghe tiếng chi hô của người dân xung quanh về cháy đang bốc lên từ căn nhà cũ 2 tầng trên phố Lương Khánh Thiện, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bỏ bát đũa, Nam cùng vài đồng nghiệp là thợ sửa điều hòa lao ra ngoài, thấy đám cháy đang bốc lên ngùn ngụt. Người đàn ông quê Thanh Hóa cùng mọi người lấy bình cứu hỏa ra xịt, nhưng lửa ngày một bùng to hơn. Tôi nghĩ không ổn nên tìm cách leo lên tầng 2, anh Nam kể. Nam cho hay lên tới, trong đám khói mù mịt, thấy một bóng người, rồi vọng ra tiếng nói yếu ớt. Chú ơi cứu cháu với. Mất vài giây trấn tĩnh, anh tìm cách để vào bên trong. Xung quanh tầng 2 căn nhà cháy được quây tôn kín mít. Lối vào duy nhất là chiếc cửa sổ có song sắt chỉ vừa một người chui. Nam lấy hai tay rung rung để kiểm tra độ chắc trước khi cố hết sức đạp cho bung ra. Lúc đấy lửa bắt đầu bùng, tôi cũng không nhìn thấy gì, giơ tay khua khua thì chạm đúng bé gái. Tôi khá mệt, chỉ cố hết sức để đưa được bé ra ngoài, Nam kể. Khi kéo lê bé gái cách chỗ cháy chừng 5 mét, lửa bắt đầu bùng lên dữ dội. Khi bé gái được Nam đưa ra ngoài, xe cầu của cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đợi sẵn để đưa xuống dưới, chuyển đi cấp cứu. Bé gái bị bỏng tay, chân. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu sao mình lại lên tầng 2 nhanh như vậy, nếu leo lại thì chưa chắc đã làm được. Nam nói và cho rằng ai trong trường hợp như anh cũng sẽ làm như vậy. Công an quận Hoàng Mai xác định vụ cháy xảy ra vào khoảng 12 giờ 35 phút tại gia đình ông Vũ Mạnh Cường, 70 tuổi. Một người cháu ngoại 6 tuổi chạy được ra ngoài, cô chị bị kẹt lại trên tầng 2. Ông Cường cho biết, trưa ngày 12 tháng 1, ông và vợ đang rửa bát phía ngoài thì đám cháy xảy ra trong nhà. Đứa nhỏ 6 tuổi chạy ra báo cháy, nghĩ nói đùa nên tôi không để ý. Lúc sau thì lửa bùng lên, ông Cường nói. Căn nhà 4 người sinh sống đã bị thiêu rụi nhiều đồ đạc. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tương Mai, quận Hoàng Mai cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập thiết bị điện, sau đó lan ra các thiết bị khác.